Bạn trai đóng giả tôi vào ngày bạn dâu ghé thăm. Đi ăn không? Đi ăn gì? Ăn cơm rang không? Khô lắm. Thế ăn phở? Nước lắm. Ăn uống đậu không? Mồm thối đi. Thêm vịt không? Đi 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 đi. Này ai chỉ cho anh dẫn em đi ăn vịt đấy. Tháng trước vừa mới ăn xong tháng này lại ăn. Người kinh khủng khiếp. Đang nghĩ gì đấy? Lúc nãy em chào anh, thế là anh nói lại là chào em. Thì sao? Ngày xưa anh còn nói chồng không thế đâu. Thế là em nghĩ lại, có phải là anh hết yêu em rồi không? Xong lâu lắm rồi mình cũng chưa đi ăn. Với cả bây giờ em còn thèm ăn kem mà anh chả biết. Thôi được rồi, đi ăn kem. Mới thử có mỗi thế rồi đã. Không nhớ hôm nay ngày gì à? À? Dội tiếp. Này ăn gì đấy, sao bảo hôm nay ngày gì cơ mà? Ngày bạn dâu tới. Thế mà ăn kem. Đưa kem đây. Không, lấy đâu chị đâu. Anh chịu em luôn đấy. Thế đeo cái gì ở bụng kia? Này. Máy massage giảm đau bụng Bumas. Nó có tính năng chườm nóng nhá, tái tạo da trẻ hóa từ bên trong nhá. Quai đeo chắc chắn, tháo ra lắp vào đơn giản. Sử dụng công nghệ ánh sáng sinh học cực khắc bọt. Mà nó rung rung như này còn giảm được những thứ muốn giảm ở bụng nữa cơ. Đỡ phải đi tập gym. Dạo này em thấy béo lên hay sao?